Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Với số ngày nghỉ lễ dài, nhiều người mong chờ được trở về quê sau thời gian dài bị hạn chế di chuyển vì dịch bệnh. Tuy nhiên, trước thềm năm mới, các địa phương đang ban hành nhiều quy định khác nhau. Có địa phương khuyến khích người dân không về quê ăn Tết, yêu cầu test PCR hay cách ly y tế. Hiện các địa phương không cấm người dân về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng mỗi địa phương vẫn áp dụng những quy định chống dịch khác nhau đối với người dân trở về quê đón Tết. Có tỉnh yêu cầu xét nghiệm, test nhanh, test PCR, cách ly y tế gây khó dễ cho người dân trong quyết định về quê. Trong khi đó có không ít tỉnh lại lới lỏng chào đón người dân về quê sum vầy đón Tết. Theo đó, người dân được yêu cầu khai báo y tế và đảm bảo 5K, khuyến khích thông thương hàng hóa. Một số địa phương siết chặt quy định như Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nam phải làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình. Còn Thanh Hóa quy định những người đến từ địa bàn cấp độ 3 vùng cam hoặc tiếp xúc gần với F1 phải tự cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày. Đến từ địa bàn cấp độ 4 vùng đỏ thì cách ly tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. Trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc F1 thì cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện 14 ngày, theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Quảng Ninh khuyến khích người lao động ở lại ăn Tết và tiêm mũi thứ 3. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị động viên người lao động không về quê ăn Tết, không ra khỏi địa bàn, đồng thời có biện pháp tăng cường chống dịch dịp Tết. Để đảm bảo việc vui xuân đón Tết an toàn, Bộ Y tế đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Theo đó, đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch. Đồng thời nhấn mạnh việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết âm lịch, tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K. Như vậy, Bộ Y tế không nêu các điều kiện về việc xét nghiệm hay cách ly người về quê ăn Tết.